Ok, con xin mời bố Cầm. Ok, thì con nghe rõ không? Dạ, con nghe rõ ạ. À, tại bữa nay dùng một cái điện thoại mới khác khác cho Samsung, cho nên ra tao cũng lầy vậy, tao không có biết cách nào mà để mà bấm vô vậy mỗi À cái không có được. khác, tao không biết. À, khỏe À, khỏe khỏe không phải, nhưng mà ok, khỏe nhẹ cái đi. con thấy hình được không? À, được, rất là sáng nè, cái phông nè rất là sáng trắng đúng không, mà đặc biệt cái Rồi. nữa là nhìn cái khuôn mặt của bố rất là hồng hào mà nó phúc hậu nữa, nó cảm giác giống như là cái ông bụt phải không, bụt ông hiện Bỏ điện ra thoại nó đi. là thơ Quang ơi tại sao con khóc đó. À, ý ý chán vậy à? À, thôi cái bố đây, bố cũng nói sơ sơ về cái vấn đề coi như là một cái anh chàng bộ đội mà đã mất, thì cái chuyện đó tao cũng đã nói cái lời trước rồi, có nghĩa là ở đây thì Dạ. còn phải chờ đợi kết nghiệm xét nghiệm được kết quả của cơ quan chủ quản làm việc, thì cái chuyện đó mình không Dạ. bàn tới. Nhưng mà mình lâu lắm, khoảng cả chục năm mới được xảy ra một câu chuyện như vậy. À, Dạ. còn báo chí các đài báo trên nước Mỹ thì ta khoái để so sánh với Mỹ lắm, thì ta mới nói cái này. Có nghĩa ở nước Mỹ này mỗi ngày đều có một quân nhân tự sát vì đủ mọi lý do. Dạ. Đây là báo chí đó, nước Mỹ đăng lên chứ không phải tao nói láo nha. Tất nhiên là mỗi ngày một lính Mỹ tự sát. Cái một ngày như vậy là một người lính Mỹ tự sát bất kể ở chiến trường nào. À, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Iran, nói chung là hễ đóng quân ở đâu thì lính Mỹ tự sát ở đó. Đó thì cái đó mình thấy là đất nước mình nó chỉ là một cái cây kim nhỏ đối với thế giới thôi. Và những cái sự mà coi như là nãy giờ Lan Hoàng với lại mấy đứa kia nó nói thì nó hầu hết là nói đủ đầy đủ rồi, không có gì. Ở đây chỉ là Anh chào Thu Hương. một cái chuyện nhỏ nhặt ở trong quân đội, mà bởi vì trên quy luật của ở đất nước nào cũng vậy, quân đội là phải có kỷ luật thép, và kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Cái điều đó là đất nước nào cũng vậy thôi, kể cả bài bên Hàn Quốc cũng vậy. Mày ca sĩ nổi tiếng nổi tác gì cũng phải tới ngày phải đi nhập ngũ là đi nhập ngũ. Đó là cái quyền lực, đó là một cái quy luật Luật tối bất thượng thành của văn. một quốc gia Dạ. đó, bất kể thành ra bây giờ mà anh có vào đó, anh có tự sát hay là cái gì đó là cũng là quân đội giải quyết, anh không được quyền, bởi vì đó là sống, đó là cái cuộc sống còn của đất nước mà. Cho nên vì cái đó mình không bàn cãi, là bởi vì ở nước mình nó còn coi như vậy, còn thực sự ra coi như là nó cũng không có cái gì gọi là ồn ào cả. Còn biết bao nhiêu nước từ Hàn Quốc, từ Philippines, từ Mỹ, từ Pháp, đất nước nào bố có quân bố đội bố nào mà bố không có. dạ bố bố xin lỗi bố, cái đoạn này cô rất đồng ý với bố. Câu chuyện đó là cái việc bố nói là rước mình, cái chuyện nó chẳng có gì là ồn ào cả, nhưng ở đây những cái thế lực nó thế này thế nọ, nó âm thầm, nó ngấm ngầm, nó trà trộn vào từ cái không gian mạng, tới thậm chí nó có thể nó trà trộn với những cái thành phần thanh niên ở địa phương. Cái này là mình có quyền mình đặt ra một cái vấn đề, Không câu thì hỏi, bố cũng đồng ý không? mình có quyền mình phản Đó biện và mà đưa đó, lên, mình có quyền nhưng đặt mà hỏi đó, nó ý trà trộn đúng vào, là nó kích động lên, đúng nó làm cho nó đúng ồn ào lên, chứ còn cái thực ra đúng cái chuyện đâu có gì nó không có gì cả, bởi vì tôi nói thiệt mày, đúng bởi không? vì mình phản biện để cho tụi nó hiểu rằng cái điều này là đối với mày, phải hiểu là cái diễn đàn của con, diễn đàn tất cả mọi nhà thì cũng có những người Việt kiều sống bên nước ngoài, nhớ người khác ở Nam Châu, ở Pháp, ở Canada, ở Úc, ở tất cả mọi nơi trên đất nước, trên thế giới đều có người Việt cả. Nói như vậy hiểu để người ta lên tiếng, người ta phản bác lại. Đối với một cái em này là em đô đổ gì đó để mà mất thì cái chuyện đó là chuyện đau buồn người ta, cái điều đó không ai muốn cả. Nhưng cái điều đó nó xảy ra ở đầy dẫy ở khắp nước, các nước châu Âu, kể cả những cái đất nước thiện chiến, chẳng hạn như là lính Nga cũng có nè, lính Mỹ cũng có nè, lính nói chung là tất tần tật là đất nước nào cũng có. Mà ta nói mày nghe, nói về cái vấn đề coi như là bao nhiêu phần trăm á, thì Việt Nam mình mới tao thấy hình như là 0,mấy%. Bởi vì tao đã nói mày rồi, ở đây có tin tức nè, ở quân đội Mỹ cứ trung bình mỗi ngày đều có một người lính Mỹ tự sát, hoặc là bị cùng bức, bị là bị đánh đập, hoặc là phẫn quốc, là bị tức giận, nói chung tất tần tật mọi lý do. Nhưng mà đổ đồng quy ra thì mỗi ngày một người lính Mỹ tự sát. Nếu không có nghĩa, thí dụ bây giờ đủ bất mãn với đại đội trưởng, bất mãn cấp chỉ huy, bất mãn xã hội, bất mãn vì đi xa, bất mãn vì sợ, nói chung tất tần tật. Có nghĩa là thì trung bình mỗi ngày đều có một người lính Mỹ tự sát, đủ mọi lý do, mình không nói nữa. Nói như vậy để cho mình hiểu rằng cái cấp số mà phần trăm á,
tốn trên tính trên tổng thể quốc gia là Việt Nam thành là con zero mẹ rồi, chứ không còn phải có người khác. Còn cái đó mà chống phá thì mình đâu phải cần gì tới định đô, tao nói mày cái quần slip tao nó còn mà ló ra, nó cũng còn lòi ra, mà đủ nó cũng còn bo ra được, chứ đừng nói làm chi. Tao nói rồi, thành ra chuyện cái đó là mình không ngạc nhiên thôi, mình không ngạc nhiên, mình không ngạc nhiên điều đó. Đó, mình chỉ mong sao là người đừng có mà nói là sao, người ta nói ai vua đủ nó chống phá mà nói nó kêu vô lý thôi. Nhưng mà Dạ. thực chất là vậy, có nghĩa là không có gì phải đáng lo cả, tất cả mọi việc đều sẽ giải quyết thôi. Tao cái chuyện đó mình cũng nói qua rồi, mình bỏ mình không nói nữa, nhưng mà có nói vấn đề dịch bệnh chút. Thì sáng nay tao mới gọi về cho người thân ở Việt Nam, thì ở trung tâm thành phố ở Việt Nam thì nó có cái này. Thường thường người ta hay lo, tụi nó nói gì, những cái trẻ lao động công nhật, những cái người lao động thấp, thí dụ như là thợ, như là phụ hồ, bán vé số các cái, thì những cái người này bị cấm cấm nói chung coi như là không được đi ra khỏi nơi cư trú, rồi tất cả mọi dừng mọi hoạt động để mà coi như là để chống dịch á. Thì mình mới Dạ. thắc mắc, mình hỏi như vậy thì tất cả như vậy làm sao người ta có tiền để ta sống. Thì có mấy bà nói là anh đừng có lo, ở đây nhà nước là tổ chức hết rồi, những cái quán cơm nấu sẵn, những cái phần cơm nấu sẵn thì 24 trên 24 người ta túc trực, người ta phải phân phát cho dân ăn. Còn những cái hộ nào mà có gì lao động công nhật, mà lao động theo kiểu như phụ hồ, bán vé số, làm thợ mộc hàng ngày, nói chung tất cả người ta có thể hái những người mà từ dưới quê lên đê tạm trú làm, mà người ta mất công việc làm á, thì người ta lập danh sách và người ta nghe nói người ta đưa tiền mặt luôn nha, 3 triệu một người đưa thẳng luôn đó, để chi phí sinh hoạt trong gia đình đó, đó coi như vậy. Thì ta thấy Có bình nghị quyết thường quá, là có cho và điển hình thế này, nó có dẫn chứng cụ thể nhưng mà vào cái trong chuyện đây đó luôn mà nè. bố bữa nay trên những đàn bố hỏi con, cái chuyện đó có thật hay là không? Đây nè, để có dẫn chứng cho bố nghe, trong diễn đàn mình luôn nè, là Trương Khôi đang ở Gò Vấp và gia đình Trương Khôi nằm trong cái diện gọi là đang phong tỏa nha. Thì hàng ngày tới giờ đó là sẽ có người mang những hộp cơm tới tận nhà đưa, Đó và Trương Khôi mới nói đây, mới rồi tới phát rồi, như phát và Trương vậy để Khôi nói chốt lại, là cho chốt xin lại cái từ điều người chối, xuyên tạc cho xin Trương tại Khôi nói xin từ chối để đưa cho những người khác chứ gia đình có rồi, rồi, ok vậy quá mới hình tốt dung nha. không. Ý tôi muốn nói là cách đây mấy bữa nay những cái diễn đàn chống Việt Nam mình thì nó nói là luôn Việt Nam mình sắp sửa chết đói rồi, mình có nơi rồi, thấy không? Tao nói hôm qua kia đó thì mình đưa lên cái vấn đề này, đưa lên càng nhiều càng tốt để chống lại những cái luận điệu mà tụi nó xuyên tạc. Có nghĩa là ở đây nhà nước Việt Nam đã lo hết, kể cả tao có một người bạn thân quen là mà tao nói mà rồi, đại lý bán gạo, mà đại lý mà thuộc diện dạng người thì khủng á, còn mà người ta đã là nhà nước không được có nói ra hoặc là không được quyền đóng cửa, Đúng rồi, ai đó đóng vẫn cửa bán bình cả. thường. Nhưng mà những người bán gì thuộc dạng dù như yếu phẩm như gạo, nước mắm, các cái muối tiêu Thịt hành gì, hoặc là không, cá rồi đó, đúng đó là không được mấy nó lên vẫn cửa, gọi là chết mẹ, nè. phạt thấy mẹ luôn á đó. Thì rồi tiền nữa, người lao động tiền lao động phổ thông và cặp lên kia mà lao động công nhật á, tức là làm ngày nào Rồi ăn ngày đó, thì người ta được làm danh hỗ sách trợ, và ta phát tiền hỗ trợ, đúng rồi. và cơm thì bưng tới nhà luôn đó, có vậy để làm chi, để ta cách ly, để người ta cho nó an toàn, để người ta diệt cái virus đó. Để như vậy, để còn nếu ta thì bác, ta bố thì bởi vì bố không biết, và bố có hỏi còn cái điều đó đúng là sự thật hay là không. Sự thật thì Dạ đúng còn rồi. đăng đàn lên, và cái đó để truyền bá ra, để chúng đập vỡ mồm mấy cái đứa mà láo xạo, nó nói lên nói Việt Nam gần chết hết rồi, chết hết rồi, chết hết rồi, đụng má rồi, nói chung là đói chết rồi, tay hái rồi, nó lu ra thì mình biết thì mình cười thôi, chơi đúng không? À, thực ra thế này nè bố, tại ở khu vực ở trong đây, cụ thể là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thế này, tức là những cái chợ mà mình gọi là chợ phiên ấy, hoặc là chợ tự phát ấy, lúc trước là họ tập trung vô một đoạn đường đúng không, hay là một cái khu nào đó họ bán, thì nó cái lượng gọi là tiếp cận với nhau nó rất là bị Đúng cái rồi, mật độ nó rất là dày. vậy Thì bây giờ ở những đây chợ nó cấm, cấm không cho bán, nhưng chính quyền vẫn coi như là khuyến khích người bán, tức là bán gọi là bán nhỏ lẻ ở gia đình, ví dụ con nói là từ nhà con đi, ví dụ con bày ra con bán thịt đúng chưa, bán rau, với điều kiện con đáp ứng được cái khoảng cách an toàn cho người mua và cách xa đó vài căn nữa người ta bán tiếp, có người bán tiếp, tức là phải giãn cách rộng ra đúng rồi, thì thì ok, tao chứ tao bây không giờ được tao nói bu lại như một đúng cục rồi, như ngày trước thì nữa. ok đúng rồi, thì ok, thì bây giờ bác bố biết cái vụ rồi thì bác cũng khỏe, tức là mình chỉ lo lo sợ nó buồn rồi lại. Nhưng thứ nhất là người lao động tay chân mà lao động công nhật đó, mà họ sẽ có những cái khó khăn, nhưng bây giờ coi như là khỏe rồi. Thứ nhất là vấn đề thức ăn đảm bảo, thứ hai là vấn đề tiền bạc để chi phí,
cụ sinh hoạt cũng ok rồi, vậy là mình mừng rồi đó. Nó như lên như vậy để mình thêm mình chống lại những cái luận điệu mà tụi nó la làng la xóm này kia, mệt quá, nó cứ so bì Mỹ Việt Nam tôi là mệt ghê. Thì nhiều khi bố cũng chẳng muốn lên gọi tôi, nó xào tôi láo nó, tôi có nhiều thằng nó, anh nghĩ gì bây giờ đất nước Việt Nam có đáng sống hay là không này kia, các cái rồi mà tụi nó nói chuyện nha, mà tôi buồn cười lắm, mà toàn nói chuyện tào lao không à, cũng khổ. Toàn là những tiến sĩ vỉa hè, như tiến sĩ chạy xe gì, chạy xe xe ôm cơ cơ cái gì công cái gì gọi là gì công nghiệp ha, Công nghệ. công nghệ chạy xe ôm công nghệ, bàn tán xôn xao rồi má, toàn hỏi sao rồi mà Để chạy lát xe nữa công nghệ. có, nếu mà còn thời gian á, con sẽ đọc cho mọi người cùng nghe một cái bài, và con xin nói thẳng, nói rõ ra luôn để mọi người nắm rõ nè. Bài này nha, cái bài này là của những tiến sĩ ở trong đại học Fulbright đó, và trong cái đại học Fulbright này thì cũng có từng có những cái gọi là cá nhân chống phá chính quyền Việt Nam, đúng chưa? Là cụ thể bữa là cái tay gì Nguyễn Huy Vũ gì đó, đúng chưa? Đó thì lát nữa con sẽ đọc là gì, tức là nội dung ở đây họ làm những cuộc khảo sát, họ tính toán và họ dự báo là Việt Nam cuối tháng 8 sẽ hết dịch Đúng rồi, mình phải làm nhanh. đó. À, để lát con đọc, nếu có thời gian lát đọc cái bài đó Vậy cho là mọi người hay, cùng nghe. vậy là quá hay. Bởi tao nói mày rồi, thì cái câu biểu ngữ mà Việt Nam mình đã đưa ra để cho dân chúng biết là phải nỗ lực và chống dịch như chống giặc, cái câu đó rất là nhiều cái hàm ý. Hôm trước mình cũng phân tích cái điều đó rồi thì rất là hay. Hy vọng là tháng 8 mà nó hết dịch thì tao còn có cớ, tao còn có cái đường để tao bò về chứ. Ồ, mà tao là người rốt cuộc nôn nóng nhất rồi mẹ ơi, khổ hả. Thì nói thì mình bố lên bố nói vậy thôi, chứ cái quan trọng là bố hỏi coi có vấn đề coi như cơm mà nấu sẵn đó, với lại phát tiền cho những người lao động công vực, thì nếu mà có vậy thì bọn tao mừng rồi, ok khỏi còn phải lo nữa. Tới chứ sợ là sợ những cái người dân mà họ đem vợ con của họ lên dưới quê lên rồi tá túc ở trong cái phòng trọ, rồi sau Kẹt bây giờ á, đi làm thợ hồ rồi mắc kẹt mà không người về và quê mắc thì kẹt được là có trường hợp đó đó, cái có. đó là cực khổ. Nhưng bây giờ nhà Thiếu nước giải thốn. quyết được vậy là quá, bây giờ là quá tốt, là quá ok rồi, thì thôi ta cũng không cần gì là phải bàn cãi nữa. Thì nhưng cũng có một số thành phần nó còn vẫn nó biết cái nên nó rầm ngơ, nó vẫn gào lên giống như cái thằng gì Lê Thương Lê Thiết gì đó, phải không? Thôi Thì bây ta giờ cũng thành phần đó thì thôi khỏi bàn cãi tới nữa. không bàn cãi nữa, nhưng mà mình nghe mấy đó mình thấy ghét, mình thấy ghét nữa. Tụi tụi này là chỉ thôi mệt quá, toàn là thánh không à, đủ khổ. Thì ok bố lên bố hỏi thăm như con vậy thôi, chứ còn bữa nay cũng không có cái vấn đề gì mà ấy. Rồi còn chủ đề bên Mỹ này thì dính líu tới Donald Trump thì còn nhiều chuyện hài vui lắm, nhưng mà có điều nó chưa ngã ngủ, nó vẫn còn thưa kiện rồi cái bà rồi chủ tịch hạ viện đó, rồi bà vẫn nói chung là tất tần tật, nhưng mà mình chưa thấy có cái gì nó thành một cái bàn song tấu hài hước rất là vui. Đồ chính trị Mỹ mà trời ơi khổ lắm, rồi quá thành ra xong xuôi đi mình lên, và tao với ông Peter hoặc là mày tao lên ngồi tao giải thích cho nghe vụ về chính trị Mỹ vui lắm, tao cười thấy mẹ luôn. Rồi ok cảm ơn con, tại vì cái điện thoại mới tao không biết sử dụng cho nên ra bị đó tao ngồi tao mò. Ồ Cứ như giờ mà nó cuối có là cũng khoe khoe lại điện thoại một lần nữa mới chịu, đúng rồi. đâu Hiểu hiểu phải đâu con. ngày mai up lên tường luôn đi, đưa lên trang chụp hình rồi đăng lên Gì bài vậy đăng trang cho người ta thấy, người ta biết cái điện thoại mới đó là sao, đúng không? trời ơi, cái mẹ Giống đây như hôm bữa mà là khoe cái ly trà sữa vậy đó, thì có làm sao mình khoe cái đó, có gì đâu, ly bình thường. trà sữa là trong đời tao mới uống lần đầu tiên, tao nói thiệt. Rượu tao vừa tao uống tao một là bia rượu với nước trà thôi, chứ đâu có uống trà sữa bao giờ. Rượu á bây giờ con gõ gái về nó mua thì phải uống thôi, mà uống còn uống cái kỳ kỳ mà ơi, uống chút xíu là Vậy Ngọc sặc rồi. Diệu á, Ngọc Diệu có biết không? Đó, Ngọc Diệu á có một cái câu bất hủ là trong nhà mình chỉ có hai vị tiền bối thôi. Một ông á thì trà sữa, còn một ông á thì chè khúc bạch mới chịu. Trời ơi. Lạy chưa? Lạy ai tiền bối chưa? Tin Đúng chưa? rồi, Đó. cái ống hút nó bự quá đi, tao hút nó rác rồi, có cái mấy cục gì á lăn quăng vậy, mấy cục gì Trân tròn tròn châu, á, trân đồ châu, trân trân châu, trân châu châu. mẹ rồi. Nó chạy với đường khổ chưa kịp rút nó chạy vô đây rồi này, đồ quá nó sặc đường chết luôn. Trân Ok rồi, ok thôi bố xuống nha, Dạ, rồi cảm ơn bố.